chào mọi người chào các anh chị em học sĩ nha hôm nay chúng ta cùng vọc về cái uh, thuốc trị bệnh uh, gao cho vui nha ông uh, có một ông chú ở bên uh, canada đợt đó có coi cái video của mình mà nói về cái cách uh, chữa trị cái uh, bệnh gao đó thì uh, có nghe mình nói trong video đó mà không có nhìn thấy được cái thuốc nó như thế nào cho nên ông chú đó uh, gửi email nhờ mình làm cái video uh, cái cách để mà sử dụng rồi cho coi cái uh, cái hình ảnh của cái cái thuốc trị bình gao nó làm sao và cái cách thức nấu rồi uống làm sao như thế nào đó thì làm video chỉ cho rõ thì bữa nay mình làm video cho trả lời cho ông chú nha anh chị em nào muốn chữa bình gao thì cũng coi luôn cái này mà tự mình mua thuốc về chữa ok thì đây là cái hai cái loại thuốc trộn chung lại với nhau để mà chữa bình gao thì hai loại thảo quả ở trong này ha hai loại thuốc ở trong này một loại thì nó kêu là hạ khô thảo và một loại thì nó kêu là là, là uh, phẫu thuật lên ha đó. thì thường thường cái bệnh gao đó, nó rất là ghê gớm nó không có uh, từ chối cái lứa tuổi nào hết nha nhiều khi uh, cái tuổi 20 hoặc là 25 30 vẫn bị như thường đó, hoặc là cái tuổi già thì cái nguy cơ nó bị gao nhiều hơn thì uh, thường thường đó là mấy cái đầu khớp uh, khớp xương đó. cái khớp xương cái sụn của cái khớp đó ở những cái chỗ mà mình uh, co giãn như nào ha từ các khớp các lóng ngón tay cho tới các khớp như là đầu gối cùi chỏ rồi mắt cá chân bàn chân đồ này kia nói chung là mấy cái chỗ khớp đó mấy chỗ mình bể cong bể cong đó đó thì thường thường thì mình ăn những cái thịt thà đồ quá nhiều đó thì cua ghẹ nói chung đồ biển hải sản thịt bò đồ này kia đó mấy cái thịt động vật đó thì cái chất uh, axit uric ha cái chất thừa thải đó nó nó bám thường là nó nằm ở sẵn ở những cái phần xương đó cái phần sụn đó đó thì nó chờ một cái lúc nào đó khi mà mình bị chặt tay chặt chân hay là mình bị um, tới một cái, uh, cái tác động tới nó đó thì ngay chỗ đó nó thừa cơ hội nó xong lên ha thừa cơ hội bắt đầu là nó chiếm luôn cái lãnh vực đó ngay cái khu vực đó ha thì nó sưng lên luôn thì um, giống như mình nói cái câu mà nắm mọc sau mưa đó thường thì không có trời mưa thì nắm nó không có mọc ha cho tới khi mà mưa qua một cơn mưa nó đổ xuống rồi thì qua ngày sau nó thi nhau nó mọc lên thì cái trường hợp bệnh gao này nó y chang như là như là nấm hoặc sau mưa gì đó thì khi mà nó cái chất uh, axit uric đó, nó dư nó dư thừa trong cơ thể mình đó trong mấy cái khớp xương đồ đó thì nó sưng lên liền đó, nhiều khi mà mình không có bị, mình chặt đó thì nó bị dễ hơn còn khi mà mình không có bị chặt bông gân đồ này kia đó thì thì uh, nó, một mức độ nào nhiều quá thì bắt đầu tự nó 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 sưng lên thôi đó, nó sưng lên mấy cái mấy cái chỗ đó thì mình uh, cái thuốc này uh, nó rất là tốt mà nó chữa trị được uh, nhiều thứ nhiều kiểu ha đó không những là nó khi mà mình tại vì hai cái loại thuốc này á tính anh chị em lên mạng mà tìm hiểu thì nó chữa rất nhiều và chữa về mấy cái bệnh chứng ung thư hầu như là tất cả ha hầu như là các loại đó các loại bệnh mà bệnh nặng giai đoạn 3 mà bác sĩ Mỹ hoặc là bác sĩ những cái nước văn minh mà họ họ chữa mấy cái bệnh mà như ung thư gan ung thư phổi rồi này kia đó ung thư tuyến tiền liệt hay này kia đó thì mấy cái đó là người ta chừa hết rồi ha bác sĩ đồ chừa hết nhưng mà mấy cái thuốc này nếu mà biết cách chữa trị thì sẽ hết ha đó, thì anh chị em hoặc là chú cái chú gì đó ở bên canada đó đi ra mấy cái tiệm việt nam mà cái tiệm mà nó chuyên bán về mấy cái thuốc bắc hoặc là uh, thuốc về đông y đó. đó thì ra mình cứ nói nó thôi mình nói là mình uh, mua 600 g hạ khô thảo, 400 g uh, phổ tục linh ha. Phổ tục linh là cái miếng trắng trắng đây nè, đó, miếng trắng trắng á. Còn cái này á, là nó là hạ khô thảo. Hạ khô thảo thì uh, anh chị em mà muốn biết á, thì cứ lên uh, internet uh, đánh cái chữ hạ khô thảo ha. Thì nó sẽ ra. Đó hoặc là thổ phục linh thì nó sẽ ra mấy cái này thôi. Thì cái thổ phục linh cái miếng trắng trắng này là nó là một cái củ Cũ mỡ ở tùy theo cái miền vùng nó gọi khác nhau ha. Ở mà mình ngày xưa thì nó gọi là cái này là cụ kim cang đó cái dây của nó leo lên nó cũng có hộp có trái y như là cái cây um, cây uh, hạt tiêu đó. đó giống như cây hạt tiêu đó. đó thì nó leo lên gì thì lâu lâu năm đó, cái cụ nó lớn ra cụ nó càng bự đó mình cầm cái miếng mà nó bự là mình biết là cái cụ nó già lắm rồi đó đó thì cái cụ nó lên người ta đào lên người ta sắc lát mỏng là như vậy nè mấy này chữa độc đáo lắm nó chữa nhiều cái chứng bệnh ăn y mà uh, Khoa học Tây phương đó thì họ họ bó tay đó nhưng mà mấy cái này là mình uh, bên đông y là mình chữa được hết đó. đó thì cái này sắc lát là thôi cái này là thổ phục linh thì mình uh, mua bốn trăm bốn trăm mua bốn trăm cái này ha bốn trăm thổ phục linh rồi sáu trăm gram hạ khô thảo hai cái này mình về mình trộn chung lại với nhau tức là mình chia ra được mười uh, phần nha mình chia ra mình chia ra 20 phần chứ, mình chia ra 20 phần, 20 thang đó để cho mình uống hai 20 20 ngày. Đó chia đều ra, tại vì mình mua là mua như đó là người ta bỏ chung hết vô trong một uh, thổ phục linh riêng một bịch rồi uh, hạ khổ thảo riêng một bịch thì về mình hai cái mình phân ra thôi, mình phân ra hai chục hai chục thang ha. Đó rồi mình nhấm nhấm, chia đều ra gì thôi. Đó bỏ cái hà khô thảo vô thành hai chục nhóm hai chục cái nhóm gì đó rồi mình bóc cái um, chiếu lát trắng 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 thử phục linh đó mình uh, ấy lên mình rải lên ha đó rải lên cho nó đều 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 với nhau nói chung là nó không cần phải chính xác gì đâu không phải cần cân ký cân đồ đâu mình cứ nhấm 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 bóc bỏ cho đều tại vì trong cái này nó là mình làm thuốc ra mình nấu lên mình uống mà uống nó như là uống nước trà thôi cho nên là không có cái gì là phải ấy hết lo lắng mấy phần đó hết thì ở đây là nó một thang đó một thang uống trong một ngày nha thì ví dụ ở trong cái quá trình mà mình bị bị đau bị uh, sưng cái khớp đó ha, bị đau đó thì mình vẽ cái vòng cung như vậy ngày thứ nhất trên này ở giữa thì cho nó khoảng cái ngày uh, giai đoạn ngày thứ tư thứ năm thứ sáu ha, ở trong cái vòng đó đó rồi thứ bảy thứ tám thứ chín thứ mười à, thứ hai thứ ba thì ở trong những cái ngày đầu ngày um, cái ngày mà nó căng cao nhất đó là cái ngày thứ tư thứ năm đó, thứ tư thứ năm là khi mà nó sưng lên rồi đó thì giai đoạn đó nó căng phòng lên cái chân mình đó căng phòng đến nỗi mà mình mình tưởng chừng như là nó chuẩn bị nó nổ ra gì đó mà nó đau giả man mang đau luôn coi như là nó lúc mà nó sưng lên như vậy là nó chèn á nó căng cái dây thần kinh của mình á hoặc là mấy cái dây gân á nó căng ra quá mà nó nó căng ra quá cho nên là nó mình cảm giác đau thôi cho nên là chân mình chỉ còn để nhẹ xuống thềm cái là mình giật lên liền mình đi không được luôn nằm một chỗ hoặc là chống cái nạn á hai cái nạn bỏ lên trên nách là kẹp đi thôi thì mình uống thuốc này xong á thì mình kiên trì trong mấy ngày đó thì ngày thứ sáu thứ bảy thứ 8, thứ 9 nó thiên giảm lần 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 cho tới ngày thứ 10 là bắt đầu là nó hết ha đó ngày thứ nhất thứ hai thứ ba là nó căng dữ lắm đó cho nên là anh chị em có thấy nó bị như vậy thì cũng đừng có căng như vậy cũng đừng có ngại ha mình có thuốc này mình uống là hết liền thì tránh ăn mấy cái đi tránh ăn mấy cái cái bông này nó cũng tùy ha cái bông thì có cái đợt mình mua thì nó nó lớn nó dài ra như vậy đó nó dài ra khoảng chừng hơn một lóng tay của mình còn có loại thì nó nhỏ xíu như gì đó thì khi mà người ta thu hoạch đó người ta hái về người ta bỏ ở ngoài người ta phơi ở ngoài sân ngoài trên trên mấy cái ruộng cái đồ đó trên cái đất á đất không gì thì bụi bụi gió bụi á cát đồ này kia nó đóng cho nên là khi mình mua về thì mình phải bỏ vào trong trong cái, cái thao mà rửa ha mình rửa sơ sơ rồi mình đổ cái nước nó ra đi cho mấy cái cát cái bụi á, nó ra như đây là nó một uh, một uh, gói riêng của mình mình chia ra một gói rồi đó thì giờ, bây giờ là mình uh, mình uh, ấy ra mình uh, cho các anh chị em uh, coi để hình dung ha có nó như vậy thì nhớ nha khi mà trong cái quá trình mà mà anh chị em mà uống cái thuốc này đó thì mình nên uống vào cái lúc buổi sáng ha sáng sớm mình ngủ dậy đó thì ở trong cơ thể mình chưa có thức ăn gì hết thì mình nên uống cái cái giờ đó, đó. hoặc là mình khi mà mình nấu thì nấu bằng nồi nào cũng được nha không nhất thiết phải là cái siêu siêu sành hay là siêu đất nha mình nấu bằng cái nồi cơm điện đó, bây giờ mình đổ vô để mình rửa cái mấy cái bụi cát đó đi rửa sơ sơ đi ha đổ khoảng chừng 4 cái chén nước. 4 5 chén nước gì đó rồi mình sóc lên, mình sóc, sóc 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 lên tại vì mấy cái cái ấy đó, cái bụi nó bám ở trong cái mấy cái bông này nhiều lắm. Đó, mình sóc 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 lên xong rồi mình mình rửa, rửa cho nó nó sạch đi. Chừng một nước là được rồi. Đó, cái bợn nó ra dơ ha, mình cảm giác là cái bợn mà nó ra ra, ra dơ đó. Mình có thấy cát luôn Đó nên rửa sơ đi rồi chắc cái đó đổ đi thì cái sau cái anh chị em nấu tùy theo cái nồi lớn nồi nhỏ ha rồi mình canh thì mình canh cái lần đầu tiên thì mình mình biết thôi lần thứ hai là mình có kinh nghiệm rồi thì mình đổ khoảng 3 chén nước đó, 3 chén nước rồi mình mình nấu cho nó mình nấu khoảng chừng 30 phút hoặc là 40 phút tùy theo cái nồi lớn nồi nhỏ hoặc là cái nồi đó nó nó mạnh á thì nó nấu mau. Đó, còn cái nồi nó, nó điện nó nó ít hơn á thì nó nấu chậm để khá như vậy thì mình cũng tùy thôi, mình đổ ba chén nước ha. Đó. Cái vấn đề mà đổ ba chén hay ba chén rưỡi hay là bốn chén không thành vấn đề ha. Đó, nếu mình bốn chén thì mình nấu nó lâu một chút thôi. Cái, nếu mà cái nồi nó nồi nhỏ đó cứ nấu từ từ lên mình uống nó y như uống nước trà chứ không có gì phải uh, phải cho nó sắc cho nó kẹo lại bốn uh, chén còn ba chén hay này kia uh, còn một chén hơn cái đó không cũng không thành vấn đề đâu mình cứ nấu khoảng chừng uh, 40 phút ha. nửa tiếng tới 40 phút là mình thấy nó nó càng cạn càng, càng xuống còn khoảng một chén 1 chén rưỡi hai chén gì đó như đó cũng được rồi đó. rồi đổ vô đậy nắp lại là bấm nút rồi chờ thôi ha bấm nút cho nó nấu 40 phút sau là mình trở lại thì khi mà nấu 40 phút á mình ra mình nghe cái tiếng ha mình nghe cái tiếng nó kêu á kêu chỗ mấy cái lỗ đó mấy cái lỗ mà nó thông hơi lên đó đó mình nghe như cỡ đó là mình dở ra mình coi đó mình dở cái nắp lên mình coi nước thì coi nếu mà nó nước mà nó còn nhiều thì mình để cho nó nấu thêm năm uh, mười phút nữa đi cho nó cạn cạn chút đó đại khái gì thôi chứ nó không có nó không có quan trọng phải là chính xác đâu thì mình nấu cái ngày đầu tiên mình rút kinh nghiệm ha mình uh, ghi xuống giấy á là cái ngày đó cái lần đầu tiên đó nấu là bao nhiêu phút cho nó chính xác theo cái nồi cái cơm điện ở nhà mình nấu ấm nấu gì cũng được nha nấu ấm uh, ấm nước cũng được mà nấu trong cái nồi sành nồi đất cũng được hay là mấy cái nồi nhôm nồi gan mà mình uh, chụm củi rồi cũng được ha mấy đó không thành vấn đề mình thì thì uh, hay uống cái ly này cho nên là mình đổ trong cái ly này đó, nhớ lấy anh chị em lấy hai cái khăn khô ha, hay khăn mình cầm lên cho khỏi nóng tay ha. Đó rồi mình chế vô trong cái ly rồi uống thôi. Thì mình uống mấy cái này đó buổi mình để cái bụng đói buổi sáng á, mình uống thì nó nó tốt hơn là mình mình ăn rồi mình uống ha. Nhớ là uống xong khoảng 1 một 2 một, tiếng sau rồi mình ăn là nó tốt nhất. Tại vì cơ thể của mình nguyên một đêm không có cái gì trong nó, đàn là những cái chất mà nó chất dơ của cái thức ăn mình ăn cái bữa trước đó. Thấy không? ăn trước đó đó thì uh, nó còn động trong người mình cho nên là sáng là mình uống cái này vô là sẵn cho nó tẩy luôn thì nó tẩy xong rồi nhiều khi mình đi đại tiện tiểu tiện đó thì nó cũng tống ra luôn đó thì nó còn dư lại tí xíu như gì thì để mình rót mình uống tiếp cho không có không có gì hết ha nó còn dư thêm tí xíu nữa ừ. thì lần uh, mình rút kinh nghiệm mà lần sau mình nấu thì mình để thêm 5 phút 7 phút nữa là cái này nó bóc đi hết thôi ha nó còn dư lại một chén thôi ví dụ đổ ba chén mà sắc lại nó còn một chén đó, đó. thì nhớ nha, tại cái, cái thuốc này nó rất là tốt cho nên anh chị em uống một nước mà bỏ đi uống lắm, phải uống hai nước hoặc là ba nước ha. Đó. nếu mình rảnh thì mình uống ba nước, còn mình không có thời gian đâu, không có rảnh đó mình uống uh, uống hai nước là mình thấy ngon nhất. đó, uống xong một lần xong mình đổ vô cũng ba chén vô nữa mình nấu cho nó sắc lại một chén, rồi mình uống tiếp ha, uống uống cà phê gì, buổi sáng gì đó cái nước này đó nó không có đắng ha nó không có đắng không có cây chua mặn nồng gì hết á nó hơi nhạt 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 y như là nước trà thôi giống giống như là mình mình bỏ cái rau bắp mình nấu nước rau bắp mình uống gì á rau bắp thì nó ngọt nó có vị ngọt còn cái này nó không có vị ngọt mà nó hơi nhạt nhạt đó, nó hơi nhạt nhạt thôi thì mình nên nấu hai lần hoặc ba lần mình uống rồi khi mình uống xong đó thì ví dụ mình uống hai lần mình bỏ ha uống hai nước mình bỏ thì cái nước thứ ba đó đó mình đừng có quăng rác uống lắm mình đổ nước vô mình nấu tiếp một lần nữa đổ nhiều nhiều ha đổ sáu hoặc là 10 chén nước vô mình nấu mình nấu khoảng chừng uh, cho nó nóng mình cảm giác nó nóng cũng giống như là khoảng 40 phút phân tiếng hồi gì đó thấy nó nóng là đủ được rồi cái mình đổ vô trong cái thau để mình ngâm chân ha đó, mình ngâm chân thì trong cái quá trình mình ngâm tức là vừa uống ở trong mà vừa trị ở trong mà vừa trị ở ngoài luôn thì nếu mà mình bị sưng tay á, thì mình uh, mình ngâm tay còn mà bị sưng chân thì mình ngâm chân mình tùy theo cái lượng thôi nếu mà sưng chân á, thì uh, mình ngâm cho nó lúc cái mắt cá mình là được rồi đó thì đây là cái cái xô mình sẽ đổ nước vào trong cái xô này mình sẵn ở trong restroom á restroom mà mình ngồi trên bồn cầu luôn đó mình ngồi đó cái thế là nó vừa nhất mình uh, đổ vô. Đó đổ vô trong cái 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 xô hoặc là cái thau cái gì đó ha, để mình ngâm. Thì cái này là mình thấy vừa nhất rồi thì mình đổ vô cái này mình ngâm thôi. Để mình ngâm chân ha. Anh chị em nhớ nha cái, cái khi mà nó nóng gì vậy, mình phải thử bằng tay trước. Tức là mình đổ như như vậy rồi bắt đầu mình mới pha thêm uh, uh, 4 5 chén nước lạnh vô nữa ha. bốn năm chén nước lạnh vô nữa thì khi mà đổ bốn năm chén nước lạnh vô cái mình quậy lên quậy đều lên mà mình lấy ngón tay á mình thử vô thử ngón tay vô mà mình thấy nó ấm ấm vừa rồi thì mình mình uh, bỏ chân vô mình ngâm đó chứ, chứ không là mình tại vì cái chân mình nó nhạy cảm hơn là cái tay cái ngón tay đó cho nên là mình đặt bàn chân vô là cũng cẩn thận ha chứ để mà vừa để chân vô mà nó còn nóng quá là mình mình uh, phỏng chân hay là mình giật lên là đổ bể ha đổ cái thùng thùng nước đó, cho nên mình để cái chân xuống mình lấy tay mình kiểm tra xong rồi mình để cái chân xuống nhẹ nhẹ từ từ coi thứ nó làm sao đó nếu mà ấm ấm mà mình chịu được đó, chịu nóng được đó, thì mình đổ thêm đó hút nước đổ vô thêm rồi quậy nó lên khi mà mình bị sưng chân chân nó đau á chân nó đau thì mình để nước nó hơi ấm ấm nóng nóng một chút đó, nó đã lắm nó bớt đau ha nó bớt đau cho mình mà sẵn cái nước nóng nó vô là nó làm nó trị cho nó mau nữa đó, tức là ở trong uống mà ngoài xoa đó thì anh chị em ngâm nó khoảng chừng uh, 10 phút để im như vậy đó mình lúc này là mình uh, nghe nhạc hoặc là lấy cái uh, cái laptop hoặc là cái điện thoại vô mình uh, mở youtube lên mình coi ha mở video ca nhạc đồ gì mở lên mình coi coi hài coi đồ gì đó mình ngâm ngâm chừng khoảng 10 phút á 10 phút 15 phút gì đó thì bắt đầu là mình lấy cái uh, mấy cái xác á Lấy cái cái xác ở dưới cái ấy này nè đó mình chà lên cái chân mình ha. mình chà xung quanh mấy cái chỗ mà nó giống như mấy cái mấy cái chỗ sưng á đó mình chà mình bóp bớp bóp bóp nắng nắng đó đó trà ở trong để cho nó tan cái mũ đó ra ha cái mũ với lại cái máu mà nó dơ máu độc đó đó cho nó nó tan ra thì khi mà nó tan ra thì nó nó, nó thoát dễ hơn là nó đông lại một cục thường thường mấy cái mũ này nó đông ha nó đông sệt lại đó thì nếu mà mình mình ngâm nóng với lại mình chà 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 để cho nó tan ra thì khi tan ra thì nó 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 thải nó uh, lệ hơn. Cái cái thuốc gao này nó đặc biệt lắm nha, nó chữa rất là nhiều bệnh nha. Nếu mà anh chị em mà lên mà nghiên cứu lên trên Google mà search ra đó thì nó chữa rất là nhiều bệnh, phải nói là bá bệnh ha. Nó là một ít về cái tác dụng này rồi cộng thêm nhiều cái loại uh, uh, nhiều cái loại thuốc khác đó trộn lại lá này lá kia ha đó thì trộn lại chung thì nó chữa ra được nhiều cái bệnh thì anh chị em nào thường nghiên cứu mà về cái ngành đông y về chữa bệnh á về đông y thì mới biết biết rằng còn mà mình ấy thì mình nghiên cứu thôi nghiên cứu cái loại này nó chữa cho cái gì cái gì đó nó hay lắm thì có nhiều có nhiều người á mình mình thấy là họ bị giống như là cái tóc của họ bị bạc á đó thì họ ngâm ở trong đó họ họ uống vô họ uống cái thuốc cái thuốc này vô đó thì um, cái tóc từ 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 cái nó cũng trắng ra luôn À nó bạc cái từ 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 cái nó đen lại luôn đó nó đen lại và mấy cái cái tóc mà trắng đó nó từ từ nó mất đi nó hay lắm nó chữa rất là nhiều bệnh ha Ừ thì mình uh, trong cái quá trình mình ngâm thì mình cứ uh, thấy gì thôi rồi uh, mình ngồi mình uh, đọc sách hay là nghe uh, coi phim ca nhạc gì đó tư Thì uh, anh chị em nhớ cho mình một điều ha Trong 10 cái ngày, uh, những cái ngày mà mình uống cái thuốc này đó Thì mình nên kiên cử một chút ha Ví dụ như 10, 10 ngày đầu á Thì mình, uh, khi trong cái quá trình mình chữa trị đó Thì mình uh, bữa sáng nè ha Ngủ dậy bữa sáng nè là mình nấu cái này mình uống Để bụng đói uống ha Uống xong một tiếng sau, hai tiếng sau mình ăn cơm đó thì ăn cơm á mình nhớ ăn cơm trắng thôi hoặc là ăn cơm uh, gạo lứt á. Đó, ăn cơm đó thôi rồi uh, mình tránh không có ăn thịt, ăn thịt ăn cá ha, không nên ăn thịt động vật. Không nên ăn hải sản ha, đồ biển đồ không nên ăn mấy cái đồ cua ghẹ đồ này kia là nó mấy cái chất đó nó dư nhiều lắm. Cho nên là thịt bò thịt đồ đó không có ăn mấy cái đó. Mấy cái đồ bổ đó là dẹp hết ha, dẹp qua bên hết. Mình ăn cơm trắng thôi, ăn cơm trắng với lại uh, dưa leo cái trái dưa leo nếu mà nhà mà không có mấy cái thuốc này thì mình ăn dưa leo nó cũng hết nữa đó mà nó nó, nó chậm hơn cái thuốc này thôi đó thì mình ăn dưa leo mình sắc ra từng lát lát đó mình ấy một tí nước mắm mình chấm mình ăn ha ăn cơm cho nó đỡ ngán á chứ ăn cơm trắng không thì nó nó ngán nuốt khó vô thì mình cắt trái dưa leo gì đó rồi mình ấy chén nước mắm chấm ít 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 thôi ăn cho nước mắm ăn nhiều mặn nó cũng không có tốt thì trong cái quá trình mà mình ăn cơm trắng với lại dưa leo gì đó rồi uống thì uống nước lạnh không thôi nước lọc không thôi đó, thì mình tránh đừng có cử đừng có nhậu ha đừng có nhậu đừng có uống bia uống rượu bỏ mấy cái đó qua một bên luôn để cho nó mau đó, để mình trị cho nó mau chứ trong cái quá trình mà mình điều trị như vậy là là 20 ngày 20 thang thuốc gì đó mà mình uống ba cái bia rượu vô trong những cái ngày chữa trị đó hay là mình ăn ba cái đồ đồ bổ đó thịt bò đồ hải sản đồ này kia thịt động vật thì mấy cái đồ đó vô thì nó giống như nó chỉ nó nạp vô nạp vô nạp mấy cái chất dơ, mấy cái chất mà thừa thải của động vật đó mấy cái chất đó chất độc đó. đó nó nằm ở trong cơ thể của mình thì nó cũng như nhau thôi nó thuốc nó không lại không có tác dụng nó uổng. ha đó cho nên là là trong những ngày đó thì anh chị em ráng cố gắng mình mình kiên cử một chút ha kiên cử đừng có ăn ba cái thịt động vật đồ này kia cái thuốc này thì nó không có cái gì hết đó nó chỉ có trách nhiệm là nó chính của nó đó là nó lọc máu ha nó lọc máu và nó đẩy nó đẩy hết cái, cái nó, nó nó lọc hết cái chất mà dơ đó chắc những cái thức ăn mà mình ăn nó bị tồn động ở trong cơ thể mình lâu ngày đó đó những cái những cái đó nó làm như những cái tế bào nó chết đi đó đó thì cái thuốc này nó vô nó tẩy rửa nó xóa hết mấy cái dơ đó trong cơ thể của mình nó đào thải ra ha đó thì mình uống nó vô thì uh, nó đào thải thôi nó đào thải qua đường uh, đường uh, tiểu tiện và đại tiện ha đó thì nó ra hết thôi Rồi, và đồng thời ở ngoài mình cũng xoa mình uh, bóp cái vết thương đó đó mình xoa 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 bên uh, bên ngoài cái vết thương thì nó rất là mau hết ừ. bình gao thì nó không chịu một ai nha Tuổi trẻ, nhỏ, đồ này kia cũng là nó bị hết chứ không phải là không bị đâu. Ok, rồi video tới đây là mình trả lời cho ông chú Canada ha. Rồi anh chị em nào thấy hay thì mình cứ uh, mua về mình uh, uống ha. Cái giá của nó thì cũng rẻ chứ không có mắc đâu.